Rồi sau thời gian qua đây khách lại đông hơn nữa, thì bà phụ và lúc đó các thầy cô chỉ tập trung để buôn bán, tại vì lúc đó khách đông quá còn mình nói chuyện với ai, đúng không? Mình chỉ nói chuyện với khách thôi, còn chị em hiểu nhau quá rồi thì bà ghét tội các thầy vô làm chạy. Cái gì miệng đẹp quá ha. Ôi, cái kiểu cách bà hậu thấy ghét. Rồi song song vào đó đó thì kiểu như là mọi người biết không, nói sao ta, nói cho nó đúng chính xác thì anh này xin mời ok anh kêu gọi chút gì bà, kêu gọi gương mặt lên, ôm nhau đi, kêu gọi lên. Anh xuất ra, anh BD xuất ra. Đưa tiễn người đi. Chụp hình tình cảm để cảm ơn bằng chị, mệt ghê. Con sao quýnh vô vú mẹ? Vẽ xin đi con, sao con? Ái trời. Con Ý đưa cái ly cho mẹ uống nước coi con. Mày đi một buổi trời mày không lệ để mày vừa. Đi đi học thêm. Đi học thêm hả con? Mày nói nè, mày lại đây mày nói chuyện nè. Mày muốn đi qua đây á. Con biết mấy cô mấy chú biết con. Mày muốn con qua đây là con tới đây rồi, con phải chào mấy cô mấy chú, nghe không? Không. Mày chưa chào mẹ đúng không? Con vô còn là chào mấy cô mấy chú, mấy không mấy qua nghe không? À, có 1 phần hay là 2 phần hết? Có ai mua 1 phần không mọi người? Chắc không đâu. Để... từ Tiền Giang lên đi mua 1 phần. Bán 10 phần cho em. Bán 10 phần nha. Một 150. Để chị nha, 2 phần là của em phải không? Em ăn đây em đem gì ạ? Ăn đây lấy bịch ăn trước đi. Trời chết rồi, bánh tráng đâu hết rồi trời. Tại số lượng lớn bánh tráng là cực lắm. Mọi người biết không, bán ai cũng ăn tiền. Mà hồi đó đông quá, sợ mọi người đứng đằng sau mọi người mổ giò. Thì các team phải lực được, các team mới nói là mọi người em bán cho mọi người 2 phần đi. Để bút ngọt gọn khách lợi, tội nghiệp người ta. Tâm lý dữ lắm, em nói thiệt mọi người em tâm lý dữ lắm. Em sợ mình làm bậy, làm quấy á, mọi người vui thôi, mọi người về mọi người á. Buồn mọi người về, mọi người đăng, mọi người chửi mắng em, tội nghiệp em lắm, tội nghiệp. Ừ, để em vô trong đó em kêu nó chắc. Cái này mới mốt che quá, để treo trong phòng nha. Người đợi các thi tí xíu nha. Nha, không mua đợi gì tí xíu. Taxi rất là đông nha mọi người. Mặc dù là mưa nhưng mà rất là đông. Chút nó đi qua cái đại hai hả? Ai biết. Hiện tại vừa mới vừa mưa vừa xuống xong á. Giờ tạm rồi á, mọi người đều bày ra bán rất là đông. Chị cái thi mới vừa vào lấy rồi các bạn ơi. Hơi bánh tráng. Rất là nhiều bạn trẻ trong đây, mình thấy toàn là bạn trẻ không mà chứ không có thấy người lớn nha các bạn.
Đây, rất là nhiều người mới vô chuẩn bị đi lại nữa đấy. Hôm nay vừa có thầy có bán thêm bánh tráng me và bánh tráng muối tỏi nha các bạn. Tráng me và tráng muối tỏi. Xe vô tôi chị ơi. Bắt đầu ngàn một, xếp hàng 1, 2, 3, 4, 5, 5 hàng rồi các bạn. Đây, rất là nhiều bạn trẻ giờ đang vô nữa đây nè. Địa chỉ bánh tráng của các thi là một mà các bạn đi đường hẻm 1005 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 nha. Qua hai cây đầu đúc xi măng á, hai cầu đúc xi măng sẽ gặp được cái tấm con ở bên phải nha các bạn. Bạn quẹo vào đây nè. Đây có cửa cho bạn quẹo vào á. Thời gian bán là từ 3 giờ chiều tới cho hết bánh tráng thôi nha các bạn. Chị Giáng Tiên. Ủa là biến rồi. Bữa nay không có thay đổi áo à. Thì có thể đi vô lấy bánh tráng thêm là bạn ơi, ra không kịp á. Đây là chị Giáng Tiên. Rất là nhiều bạn thì rất thích chị Thi hài hước và muốn ăn được bánh tráng để mà nghe chị Thi nói. Mặc dù bánh tráng nghe bán cũng như bao người khác thôi các bạn ơi, nhưng mà tất cả cái tấm lòng tình thương của chị Thi bỏ trong đó đó. Với lại là vấn đề là chị Thi được hài hước á, thì mọi người rất là thích ăn để ủng hộ các bạn. Ở đây có bãi giữ xe này nha các bạn, 3.000 một lượt. Cái này là mấy anh ấy kìa, ấy kìa.
bí mới về.